Thưa quý vị, vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức phiên họp thứ 26, cho ý kiến về các nội dung một số tờ trình và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14. Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình số 195 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án cảng Huyền Xuân Vina Chemicorn tại thị xã Phú Mỹ và khu neo đậu phục vụ cho nhà máy đóng tàu Vard Vũng Tàu tại thành phố Vũng Tàu. Báo cáo thẩm tra văn bản số 91 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kinh phí cải tạo công trình khuôn viên cây xanh công an tỉnh. Phiên họp cũng nghe Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giữa hai phiên họp 25 và 26, trong đó có các tờ trình như tờ trình về việc cho chủ trương điều chỉnh dự án nâng cấp sửa chữa trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Xuyên Mộc giai đoạn 1, quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo sửa chữa trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, huyện Châu Đức, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh lộ 997 thuộc địa phận huyện Đất Đỏ và Châu Đức, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường thống nhất nối dài thuộc địa bàn thành phố Vũng Tàu. Các đồng chí tranh thủ sự lãnh đạo của tập thể ban thường vụ nơi đó để chúng ta có được cái quy mô, có được mục tiêu, có được cái tổng mức đầu tư nó sát với tình hình thực tế sau khi phê chuẩn xong cái chủ trương đầu tư. Là hiện nay có một số dự án người khai thác sử dụng là các cơ sở trường học, các đơn vị sự nghiệp giáo dục, rồi y tế. Cho nên là quá trình đó thì lại do một chủ đầu tư của cấp tỉnh chúng ta triển khai. Và người sử dụng và người tổ chức triển khai thực hiện dự án đôi khi chưa có tiếng nói chung. Mặc dù cái thiết kế dự toán, mặc dù các mục tiêu, quy mô đã được lấy ý kiến của đơn vị sử dụng rồi, nhưng trong thực tế quá trình tổ chức triển khai dự án và đưa vào sử dụng thì nó vẫn có một cái đoạn lệch pha nhất định. Vì từ cái đoạn lệch pha nhất định đó nó làm cho cái công trình khai thác nó không được hiệu quả cao, tối ưu như sự kỳ vọng của người sử dụng và của người được hưởng cái dịch vụ đó. Là chúng ta trong quá trình tổ chức, mặc dù đã có lấy ý kiến rồi, nhưng quá trình tổ chức thi công thì chúng ta cũng cần có sự quan tâm phối hợp cho thật tốt với lại đơn vị chủ sử dụng trong tương lai. Cái thứ ba, để tránh tình trạng nó lãng phí, mà cụ thể là chuẩn bị cho cái dự án thoát nước của thị trấn Phước Hải, thì chúng ta phải xác định luôn là đơn vị khai thác sử dụng đó sau khi đầu tư xong là ai, để chúng ta làm đúng luật phê duyệt dự án. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo giám sát, báo cáo thẩm tra các tờ trình. Đối với tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện hiện trạng điều tra xã hội học đầy đủ, dự báo chính xác sự phát triển của thị trấn Phước Hải trong thời gian tới, từ đó mới đề xuất được công suất phù hợp của dự án. Đồng thời, phải bảo đảm đúng trình tự và thời gian, lấy ý kiến của các cơ quan phản biện và các đối tượng chịu tác động của dự án, hoàn chỉnh hồ sơ trình ra tại kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2019. Thưa quý vị, vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 14 để xem xét quyết nghị 12 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực đầu tư công và điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án cảng Hiêu Xuân Vina Chemical tại thị xã Phú Mỹ. Các ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Cùng dự có ông Nguyễn Thành Long, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tờ trình 195 ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cập nhật quy hoạch đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến cuối giai đoạn 2016-2020 nhằm thực hiện dự án cảng Huy Xuân Vina Chemical tại thị xã Phú Mỹ và khu neo đậu phục vụ cho nhà máy đóng tàu Pratt Vũng Tàu tại thành phố Vũng Tàu. Cụ thể, đối với dự án cảng Huy Xuân Vina Chemical, Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cập nhật quy hoạch từ đất sông suối thành đất giao thông với diện tích hơn 2,3 hectare. Đối với dự án khu neo đậu phục vụ cho nhà máy đóng tàu Pratt Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cập nhật quy hoạch từ đất sông suối thành đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp với diện tích hơn 0,72 hectare. Bảo tàng, đây là những cái lỗi của chúng ta trong quá trình tư vấn thiết kế, trong quá trình thẩm định dự án, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công mà chất lượng tư vấn quá kém. Anh đề xuất một dự án mà nó không hoàn chỉnh, nó không đủ các yếu tố tốt nhất cho dự án đó hình thành và tồn tại một cách vững chắc. Nên hôm nay Hội đồng dân, tôi đề nghị chúng ta tiếp tục quan tâm, Hội đồng dân tiếp tục giám sát, tiếp tục mổ xẻ, tiếp tục phản biện để các đầu tư công một cách hiệu quả. Ngoài ra, trong lĩnh vực đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh 11 dự thảo nghị quyết gồm chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ giai đoạn 1, dự án nâng cấp sửa chữa trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Xuyên Mộc giai đoạn 1, chủ trương đầu tư dự án cải tạo sửa chữa trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ huyện Châu Đức, chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh lộ 997 thuộc địa phận huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức, chủ trương đầu tư cải tạo khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc, điều chỉnh tên và mục tiêu đầu tư của dự án chung cư công vụ 2 tại huyện Côn Đảo, chủ trương đầu tư dự án xây dựng các hồ chứa nước và tuyến ống tiếp nước cho các hồ chứa nước tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chủ trương đầu tư dự án đường thống nhất nối dài thành phố Vũng Tàu, chủ trương đầu tư dự án đầu tư thiết bị lưu trữ dữ liệu truyền hình, điều chỉnh dự án nhà bảo tàng tỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2019. Theo báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan đã thực hiện đúng nguyên tắc thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo nghị quyết. Nội dung các dự thảo nghị quyết đã được chỉnh lý, hoàn thiện, đủ điều kiện trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua. Trong cái luật đầu tư công á, thì những cái quyết định của Hội đồng dân về những cái dự án trước ngày 31 tháng 10 hàng năm là phải được thông qua thì mới được xem xét vào cái kế hoạch đầu tư công cho thời gian tới, cho năm tới, năm sau liền kề. Nên việc này đòi hỏi hôm nay chúng ta có một kỳ họp để thông qua những cái chủ trương đầu tư công đối với những công trình thiết yếu cho người dân, cho sự phát triển của tỉnh mà liên quan đến sự phát triển của tỉnh, đối với những dự án cấp thiết mà tỉnh người ta cũng rất cần xin ý kiến Hội đồng dân quyết định để cho những chủ trương đó kịp thời cho thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Trên cơ sở thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 12 dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp với tỷ lệ 100%. Phát biểu kết luận tại kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đều là những nghị quyết quan trọng nhằm chuẩn bị các điều kiện về đất đai, bổ sung nguồn lực đầu tư các dự án, phục vụ cho yêu cầu phát triển, phục vụ nhân dân. Đối với việc cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục thúc đẩy những thủ tục theo quy định để sớm bàn giao đất cho các chủ đầu tư thực hiện dự án. Đối với các dự án đầu tư công được thông qua chủ trương, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực, bố trí đủ vốn để hoàn thành các thủ tục, để sớm đưa công trình vào hoạt động, phục vụ cho nhu cầu của xã hội và người dân.
dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kính thưa quý vị, thực hiện chương trình giám sát năm 2019, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Huỳnh Văn Hồng, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nghị quyết số 45 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định mức hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước với nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Từ năm 2016 đến năm 2017, Quỹ vì người nghèo tỉnh đã vận động được gần 40 tỷ đồng để xây mới hơn 500 căn và sửa chữa hơn 250 căn nhà cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Giai đoạn 2018-2020, tỉnh sẽ hỗ trợ xây mới nhà ở cho đối tượng hộ nghèo khoảng gần 250 căn nhà. Tuy nhiên, đây mới chỉ là chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ 40 tuổi trở lên. Theo đó, mục tiêu của nghị quyết là giai đoạn 2018-2020, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng khoảng 506 căn nhà cho hộ nghèo, với mức hỗ trợ khoảng 45 triệu đồng, một người một hộ không hoàn lại. Ngoài ra, các hộ nghèo còn được hỗ trợ vay với mức tối đa là 25 triệu đồng một hộ, với mức lãi suất ưu đãi trong khoảng 5 năm, còn lại là nguồn đối ứng của hộ nghèo. Tại buổi giám sát, Sở Xây dựng báo cáo trong giai đoạn 2018-2020, toàn tỉnh có 506 hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở. Sau quá trình rà soát thẩm định, có 83 hộ được hỗ trợ nhà ở đạt 16,4% theo kế hoạch. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 5 tỷ 800 triệu đồng. Tuy nhiên, trong 83 hộ được hỗ trợ về nhà ở thì hiện nay các địa phương mới chỉ giải ngân vốn được 66 căn, còn lại 17 căn đang làm thủ tục giải ngân. Tuy nhiên, vướng mắc phổ biến nhất hiện nay là các hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở nhưng lại không có đất ở hoặc có vướng mắc dẫn đến ách tắc ở địa phương và cũng là nguyên nhân dẫn đến công tác triển khai chậm, không đồng bộ với các địa phương trong tỉnh. Nhân dân và một số vùng thật sự còn nhiều khó khăn, nhất là các vùng các vấn đề về nhà ở, tập trung hỗ trợ cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo ổn định. Cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của nước ta, trong đó có hỗ trợ về nhà ở. Vì vậy, việc tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở là công việc cần thiết, có tính cấp bách nhằm giúp cho hộ nghèo có điều kiện an cư lập nghiệp, tập trung cho sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ổn định an ninh trật tự và chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Thì cái kiến nghị của sở liên quan này thì cũng muốn tiếp tục thực hiện cái chính sách này, nhưng mà cái giải pháp thì để qua 3 năm tới năm sau nữa thì mới có thể là đề xuất thêm cái một số giải pháp để mà hoàn chỉnh cái chương trình này. Thì đề nghị là Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Sở Lao động Thương binh Xã hội khi các đồng chí thẩm định cái danh sách của cái đối tượng thuộc cái nghị quyết 45 này, thì đề nghị các đồng chí gửi danh sách các đối tượng được thẩm định này cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh để chúng tôi có cái sự phối hợp để xét cái đối tượng cho nó sát. Thì những đối tượng nào mà thuộc cái diện này mà nằm trong quỹ người nghèo thì chúng tôi sẽ có cái phối hợp với địa phương để chỉ đạo cái việc xây dựng nhà cho nó đúng đối tượng và nó đạt cái kết quả hiệu quả. Thì giờ quá trình triển khai nghị quyết 45 này thì Sở Xây dựng cũng tham mưu ban hành kế hoạch 26. Tôi nghĩ rằng là trong báo cáo các đồng chí cũng nên rà soát lại xem còn những văn bản gì nữa không. Chứ quá trình triển khai thực hiện thì 26 thì cũng chưa đủ. 26 nó chẳng qua là căn cứ hướng dẫn làm cơ sở. Rồi quá trình thực hiện còn những văn bản gì để tham mưu. Còn lại cũng còn có một năm nữa thôi. Nay gần cuối năm 2019 rồi. Nên chúng ta phải tăng tốc lên, phối hợp chặt chẽ trong cái bộ máy mà ban chỉ đạo chúng ta đó. Để chúng ta ngồi lại, chúng ta nhìn nhận diện lại, chúng ta hạn chế chỗ nào, điểm nào đó. Hiện nay cấp huyện vướng vào cái gì, khó cái gì, hạn chế cái gì, cấp xã cái gì, thì chúng ta ngồi lại để chúng ta có cái triển khai chỉ đạo tiếp. Chỉ đạo mang tính cũng quyết liệt, thời gian nó cũng hết. Cuối cùng muốn mốt đánh giá kiểm điểm lại, chỉ ra Sở Xây dựng bây giờ cái nghị quyết đó 45 đó là tham mưu cho tỉnh, chỉ đạo không hiệu quả, không kết quả, còn vướng thế này thế này này. Thì đôi khi cũng là đánh giá chung cho cái hoạt động của sở.
Ngoài ra, ông Huỳnh Văn Hồng, đại diện đoàn giám sát cũng đề nghị thời gian tới Sở Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh Xã hội và các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn. Với những hộ đã đủ các điều kiện thì nhanh chóng triển khai hỗ trợ để các hộ nghèo sớm có nhà ở. Bên cạnh đó, các sở ngành và địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của nghị quyết. Đoàn ghi nhận những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nghị quyết và sẽ trình Hội đồng Nhân dân trong kỳ họp sắp tới. Thưa quý vị, đến đây chương trình đại biểu dân cử với cử tri hôm nay xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình đại biểu dân cử với cử tri được phát sóng vào lúc 16:20 Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng. Kính mời quý vị đón xem.